Rồi, hai anh em đang xem video của Bot Guppy Channel. Trước mặt chúng ta đây chính là dòng rồng xanh. Rồng xanh vẫy đồ, form đồ rất là đẹp, đuôi rất là to luôn. Đây, rất đẹp nha anh em. Mới về. Hàng mới về, vẫy lên full tận đầu. Rất đẹp luôn. Hàng này giá là 200k một cặp, nhưng đợt này là Tết rồi, khuyến mãi nhanh gọn lẹ, 100k một cặp, và mình sẽ đăng hàng này lên Shopee luôn. Anh em thể mua trên Shopee. Đuôi rất là to luôn nha. Đuôi rất là to, rất là đẹp luôn. Phơm thôi, anh em thấy không, vẫy lên đỉnh đầu. Rất là đẹp rồng kia, bộ rồng xanh này. Đó, nhìn như cá nhập luôn nha anh em. Quá phê luôn. Chỉ 100k cặp là nên sở hữu cặp rồng xanh này. Và trên Shopee ship tận mồm, với thu code luôn, không cần chuyển khoản, không cần gì hết. Quá đẹp, đuôi rất là to, hoa văn tiết rất là đẹp. Chỉ 100k một cặp. Vâng, và tiếp tới đây là chúng ta đến với lại full gold event của đợt này. Đây, tươi rối luôn nha. Vẫn giá như xưa, vẫn cá lại chất lượng, là có thể là bài này chất lượng thấy ok hơn luôn. Rồi vẫy lên full lớp kính đầu, tất cả đây là trống. Tí quay máy cho anh em xem. Cực phẩm luôn. Và giá của đợt sale đợt này là 100k, giảm còn 50k một cặp. Xin nhắc lại nha, 100k giảm còn 50k một cặp thôi ạ. Rất đẹp. Đây, còn đây là máy full gold. Anh em xem, vẫy lên rất là dày luôn. Đó, vẫy lên full tỉnh đỉnh đầu. Thấy chưa? Nào, con đấy vẫy lên full hết. Không mảnh luôn. Này ra ngoài nắng là cực phẩm luôn. Full vẫy. Event mạnh mẽ, 100 giảm còn 50k một cặp. Nó này thấy không? Rất vẫy trên lưng rất là sáng luôn. Dày sáng. Đó. Bỏ vào nền đen anh em thấy rõ lớp vảy của nó nè. Ánh sáng lên rất là dày. Năm mươi k một cặp bạn, và có đăng trên Shopee luôn. Đó, vảy vàng tươi. Rồi, còn đây là Rurat Ribbon C. Hàng này là 200k một cặp. Hai cặp 300k. Giá thị trường dòng này là tầm cỡ khoảng 400-500 một cặp nha. Đây là sổ cá cho anh em chơi Tết luôn. Và được đăng bán trên Shopee với giá mềm hơn. Anh em có thể xem trên Shopee. Rurat Ribbon Event là tên của cái dòng này. Trên Shopee mình đặt tên như vậy. Đó, tay bơi cánh bướm hết. Số lượng có hạn nha. Đó. Rồi, tiếp theo đây là Dumbo. Dumbo Red Tide đợt này sẽ khuyến mãi còn 50k một cặp. 50k một cặp, combo 5 cặp là 200k. Đó, bán rất mạnh mẽ luôn, sale mạnh luôn. Trên Shopee có bán hàng này luôn nha. Dumbo Red Tide.
Rồi tiếp theo ở đây thì chúng ta có là HP Luribon. Đó, cũng một bản đuôi rất là đẹp luôn, rất là lộng lẫy. Đây, quá trời. Rất luôn, đẹp xuất sắc luôn. Cả trống và mái đều rất là đẹp, lộng lẫy luôn. Hàng này giá 500k, mình sẽ giảm còn 350 trong đợt này. Đây là full red ribbon và đợt này sẽ lên trên phần full red event của chúng ta luôn. Full red ribbon này là 250, sẽ giảm còn 150 một cặp. 150k một cặp và có trên Shopee luôn nha mọi người. Có trên Shopee luôn. Red ribbon. Rồi tiếp theo event của đợt này là Coizen Air. Coizen Air anh em đang thấy trước mặt sẽ giảm còn 50k một cặp và có đăng bán trên Shopee luôn, trên chuyên mục Coizen Air event. Đấy, trống này anh em thấy đó, có nhiều con đang lên tay bơi luôn, có con lên hai tay luôn. Chỉ 50k một cặp, xin nhắc lại anh em không nghe lầm đâu, 50k một cặp. Rồi có hàng size lớn hơn nữa, size lớn hơn ở dưới này, dưới này thì là 70k. Đó, có hai loại cho anh em lựa chọn và đều hai loại này đều cũng đang bán trên Shopee cả. Ôi đó, ốc táo các bạn ơi, 5.000 dễ, 5.000. Đây táo vàng nha mọi người. Và hàng này mình đang đặt rộng, đang đăng trên Shopee luôn nha. Trên phần box Awa này có thể vào phần ốc táo mua, ship tới nơi trả tiền luôn. Đó, màu rất là vàng tươi, rất là đẹp luôn. Táo giá tại shop là chỉ 10.000 một con, mua 10 thì được tặng 1, mua 15 thì anh em sẽ được 16, mua 20 anh em vẫn được 22. Đó, hiểu chưa? Đây, Lura đây, lên hồ nha anh em, tay bao bướm nha. Đã xảy luôn. Đó, bầu bì đều có sẵn luôn rồi nha. Quay xe luôn. 300k một cặp, 400k hai cặp, giá xả luôn, cá giống hàng tết luôn, quá rẻ. Nó tay bơi cực khủng luôn. Ở hàng này về là đẻ liền luôn, đang ôm bầu rồi. Có chứ. Vâng, trước mặt chúng ta đây là một dòng mới về và rất là đẹp luôn, đây là bổn. Hello, hello, gì đây anh em? Hấp lắc lô ạ. Đây, hấp lắc lô. Rất đẹp mắt luôn. Hôm nay đuôi cực to, vây cực dữ. Cả trống và mái luôn. Rất là sung, đây là hàng giống, hàng tuyển nha anh em. Đó, đợt này mình xả cá hàng đẹp cho anh em chơi tết luôn. Giá mềm xèo luôn. Hàng này cũng 100k một cặp luôn, giá thì trước là mình bán 300k một cặp. Rồi còn 100k một cặp thôi. Hàng tuyển đuôi to bự luôn, nhìn như cá nhập luôn. Đây thật ra là nguồn gốc là cá Trung Quốc. Bụng đuôi to, vây đẹp. Thấy không? Rất xuất sắc luôn. Một trăm cao cặp nha,
300 giảm còn 100 cao cặp, giá giúp mình luôn. Bán nhanh về quê ăn Tết em ơi. Nhìn con máy này, đó, bốn đuôi cực to luôn, chống được khỏi bàn rồi. Rồi, quăng hàng này lên Shopee luôn. Vâng, và trước mặt chúng ta đây là dòng Lotto Bass. Dòng này 150 mình giảm còn 120k một cặp trong đợt này. Và hàng này mình có đăng trên Shopee luôn. Anh em cần có thể click vào link và mua Abino Lotto Bass. Rồi xong. Ngon, bản đuôi rất là to, màu xanh thiên thanh cực kỳ quyến rũ, chỉ 120k một cặp. Rồi đây thì mình mới về hàng Super Shot. Đó, coi Super Shot body đồ rất là dữ. Rồi mở về ốc nóc và siêu ngắn. Giờ nè, rất là đẹp nha, còn rất là đẹp luôn. Thì hàng này 500k một cặp, mình sẽ giảm còn 300k một cặp trong đợt này. Cả chổng và máy đều dán vứt ở chuẩn. Số lượng ít thôi, hàng này lâu lâu mình xả vài cặp cho anh em chơi thôi, không có nhiều. Rồi trước mặt chúng ta là 7 màu hàng lơn, chỉ có trống. Đó, một combo này cho anh em thả thủy sinh thì rất là thích luôn, chỉ với 50k 5 con. Đó, trên bo combo này, trên thủy sinh này mình trên phòng guppy mình cũng có để luôn. 50k được 5 con luôn, về thả hồ là bao đẹp. Rồi, tiếp theo đây là đến với là Hackberet hàng đẹp. Hackberet. À. Hàng này là 300k cặp, vay cực đẹp. 300k một cặp, rồi mình sẽ làm combo khuyến mãi cho thằng này luôn, 300k một cặp, 2 cặp 500k. 2 cặp 500k, 300k một cặp, 200k, hàng đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn là đằng khác. Là mình còn khoảng 7-8 cặp vậy thôi. Đây em quay trước 3 cặp cho anh em xem. Vay đồ rất là ok như cá nhập luôn. Rồi hàng xã Tết tiếp theo mình muốn giới thiệu với anh em đây, rất là đẹp trước mặt chúng ta là dòng Lutazani. Rất là đẹp nha, đầu xanh rất là đẹp. Hàng này mình sẽ khuyến mãi sốc luôn, sẽ giảm từ 100k còn 50k một cặp và có ship code trên Shopee luôn. Đó, 50k một cặp nha mọi người. Và sẽ có một combo dành cho anh em. Combo chúng ta là 200k sẽ được 5 cặp luôn. 200k sẽ được 5 cặp luôn. Vậy là anh em mua một combo tính ra một cặp chỉ có 40k thôi. Lutazani luôn, đầu xanh luôn. Không. Rất đẹp nha, cá đẹp nha. Đã khuyến mãi Tết thôi nha. Lâu lâu có một ngày Tết, ủa một năm có một lần Tết thôi nha. Đây, ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em dòng con Tuxedo rất là đẹp mắt. Giá hàng này bán trên Shopee luôn mà sẽ khuyến mãi lô hàng đợt Tết này. Đỡ xíu nha, bật đèn lên nè. Wow. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Chưa, hàng tuyển chuẩn, cá cực đẹp. Thì mình sẽ khuyến mãi dòng này rất là mạnh luôn. Bài này là bài cá tuyển của mình. Giá thường mình bán là 300k một cặp. Ngày hôm nay khi anh em đến với video của Bốc Guppy Channel thì sẽ giảm còn 120k một cặp thôi ạ. Trời ơi đẹp quá. Anh em mua trên Shopee sẽ có giá sốc hơn nữa. Tại xã Tết, để Tết lay que nhà tội nghiệp. Đó, anh em là thấy ưng, thấy thích vẻ đẹp này vậy. Kiếm đi ai biết. Như bỏ trong thùng nó hết á. Là 120k một cặp nha. Rất là đẹp luôn. Này số lượng có hạn, không có nhiều. Đây là hàng tuyển mình để mình làm giống ấy.
giờ tới Tết là xài luôn. Nói chung là gần Tết cũng không có thời gian chăm sóc nhiều. Anh em nào mà có khả năng chăm sóc thì hãy lấy giúp mình. À, để hàng này mà để xuống là rất ổn, cá rất là tuyệt đẹp. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có một combo khuyến mãi rất là thích hợp cho anh em chơi hồ thủy sinh luôn. Toàn bộ ở đây trước mặt chúng ta là trống của các loại bảy màu rừng, được gọi chung là lơ đó. Đó, màu sắc nó rất là tươi đúng không? Có đây chúng ta sẽ có hỗn hợp ba loại là Tiger and Love, Blue Saban and Love và Red Saban and Love. Đó, và combo này sẽ là 15k một con, nhưng mà mình sẽ bán trên combo trên thủy sinh Shopee thôi. Anh em vào phần Shopee giá rẻ xem giúp mình. Đó, thì là một combo 49k sẽ được 5 con, còn giá lẻ một con là 15k. Bốn mươi chín k 5 con nha.